Chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điện Việt Nam. Ngày hôm nay Thành sẽ tiếp tục với mọi người trong chuỗi video chia sẻ về đọc bản vẽ điện 110 kV. Và ngày hôm nay thì Thành sẽ chia sẻ với mọi người về tủ TU, để tủ TU thanh cái C41 hay là cái tủ J05 nhé. Trên số thứ tự đó là tủ J05. Thì đây là cái bản vẽ điện 110 kV mình đã chia sẻ trên nhóm Zalo rồi. Anh em nào mà chưa có cái bản vẽ này thì anh em vào Zalo để anh em lấy. Cái này là hoàn toàn free, chia sẻ hoàn toàn free nhá, mình không có lấy tiền của anh em đâu. Nên anh em cứ yên tâm nha. Thì đây là cái phần mà tủ biến điện áp thanh cái, hay nói ngắn gọn lại gì? Nó là tủ TU thanh cái C41. Thanh cái C41 là thanh cái có cấp điện áp 22 kV và là số 1 này biểu thị cho số thứ tự, đó là máy biến áp, máy của máy biến áp 1, máy áp T1. Đó, phần 22 kV của máy biến áp T1 thanh cái. Thì đây là phần layout. Layout đây thì mọi người chú ý giúp mình. Phần layout đây nó có những cái khoang. Khoang này ví dụ như là đây cái phần này là phần A lớn này là khoang thanh cái này. Đấy, phần B này là khoang TU. Phần C là khoang tiếp địa đây. Đấy. Phần D là khoang nhị thứ này gồm có mạch mẽo nó đưa lên đây này. Đấy. Cái chỗ phần 1 này là thanh cái nhá. Đây thanh cái đây. Đấy, mình zoom to lên cho mọi người thấy này. Thanh cái này, đấy, thanh cái. Tiếp theo là sứ xuyên tròn đây này. Sứ xuyên. Cái chỗ phần này là cái mã tiếp điểm tĩnh nhá, tiếp điểm tĩnh của TU. Đấy, cái này TU này. Đấy, tiếp điểm tĩnh sứ đỡ, đây là sứ đỡ này. Cửa sập ở những video trước mình đã chia sẻ với mọi người cửa sập như thế nào rồi, tác dụng làm sao thì mình đã chia sẻ rồi. Anh em nào mà chưa được xem cửa sập như thế nào thì anh em xem lại cái video các bài trước mình đã chia sẻ ở phần, mình có để đường link ở phần mô tả bên dưới video đấy, anh em tự xem nha. TU đây. Đây, TU đây này. Đấy. Chỗ phần này là chì đi này mọi người này, TU này. Đấy. Chỗ phần này chì đây, cái ống chì này. Đấy. Còn cái mã này là mã động di chuyển. Đấy, ăn với mã tĩnh. Ở đây nó sẽ sử dụng một con F27. F27 này là con bảo vệ. Đấy, bảo vệ điện áp. Đây này, delay bảo vệ điện áp và tần số này. VM này là đồng hồ vôn nha. Đây, đồng hồ vôn. Đây, còn đây là toàn bộ những cái đèn báo, ví dụ đèn báo TU ở vị trí test, vị trí service, rồi là vị trí đèn báo tiếp địa ở vị trí đóng, vị trí mở. Cái DX này là cái đèn báo pha này. Đấy. Còn cái VS này là cái khóa chuyển mạch. Đấy, khóa chuyển mạch chúng ta có thể chuyển mạch được gì? Cái DS này chính là cái khóa chuyển mạch. Thì cái khóa chuyển mạch này chúng ta có thể chuyển điện áp dây, điện áp pha. Đấy, điện áp pha là gì? AN, BN, CN, điện áp dây AB, BC, CA. Đây là bộ điều khiển sấy F27, còn bảo vệ điện áp. Bên này là cái phần sơ đồ mimic. Sơ đồ này sẽ được dán vào tủ. Đấy, sơ đồ mimic này sẽ được dán vào tủ. Mọi người thấy là đây là thanh cái này. Đấy, đây là chì này. Đấy, TU này, TU 3 cuộn dây này. Đấy. Rồi là đèn báo pha này. Tiếp địa này. Đó. Đây là sơ đồ mimic. Sơ đồ mimic này sẽ được dán vào tủ nha mọi người nha. Sơ đồ mimic này sẽ được dán vào tủ. Phần này là phần mạch nguồn. Mạch nguồn thì mọi người thấy là nó sẽ lấy nguồn J03 link với J07. Sẽ lấy đoạn nguồn đây. Nguồn đây sẽ có hai nguồn. Nguồn AC và nguồn DC. Đấy. Đây là nguồn AC thì nó sẽ L và N. Nguồn DC thì sẽ là L cộng và L trừ. Đây là cái địa chỉ đến. Đến cái đường này. Đấy, từ tủ J03 đến. Thì mọi người thấy là đây là tủ J03 này. Trang G01 và vị trí số 8. Đấy, vị trí số 8 đây. Ví dụ nó cũng giống như là cái cọc này này. Cọc 1, cọc 2, cọc 3, cọc 4, cọc 5, cọc 6, cọc 7, cọc 8. Và đây là nó có những hàng ngang. Đấy, đây là cột. Cột 1, cột 2, cột 3, cột 4, cột 5, cột 6, cột 7, cột 8. Đây là hàng ngang A, B, C. Cái này là mình chia sẻ trên cái tinh thần ngôn ngữ nó rất là đời thường và bình dị. Khi mà anh em đi làm, anh em sẽ gặp những cái ngôn ngữ mình chia sẻ ở video như thế nào, thì ngôn ngữ ngoài đời thường là như thế, hoàn toàn không sử dụng ngôn ngữ hàn lâm ở đây nhé.
Đấy, cái này chúng ta học để chúng ta làm được và chúng ta kiếm tiền, chứ không phải là ngôn ngữ học chúng ta học để kiếm điểm nữa nhé. Đây là phần mạch, đây là vạch sấy và chiếu sáng này, bên này là phần nguồn cho phần bảo vệ. Thì sấy chiếu sáng mọi người đây nhìn thấy chữ XT, XT đây chính là cái hàng kẹp XT số 1, XT số 2, tức là hàng kẹp XT trên số 1, hàng kẹp XT trên số 2. Đây là mạch, đây là nguồn nguồn AC nhé. Thế còn nguồn DC thì là hàng kẹp XT trên số 3 và hàng kẹp XT trên số 4. Anh em trong quá trình trong cái hàng kẹp nó hàng kẹp XT nó có đánh số thứ tự 1 2 4 thì anh em chú ý nhé. Chú ý là đừng đừng có nhầm lẫn nhé. Đừng có nhầm lẫn giữa hai nguồn này, rất là nguy hiểm. Nguồn AC và nguồn DC này mà nhầm lẫn là rất là nguy hiểm nhé. Đây là cái tủ J07, tức là tủ nó giống như cái tủ này là tủ nguồn đến này, và tủ này là nguồn đi nguồn out này. Còn đây là cái tủ J05. Đấy, đây là phần J05. Đây là các mọi người xem ở các bản vẽ trước, cái bài chia sẻ trước ấy, mình chia sẻ cho mọi người cái mạch link ấy, nó sẽ link cho các tủ J03, J05, J07 thì cái mạch nguồn nó sẽ link hết với nhau, thì đây là nó biểu thị như thế. Đây là phần tủ J07, bản vẽ G01 và cột số 2. Đấy. FAC này chính là cái automat cấp nguồn cho phần sấy chiếu sáng. Cái phần TH này cũng là vẫn là cái bộ điều khiển sấy. Cái EH1, EH2 này chính là cái sấy. Cái LXK này chính là cái công tác hành trình nhé. Đây là những cái đèn. Đấy. HL5 này đèn. Tiếp theo chúng ta thấy rằng là ở cái phần này là phần nguồn bảo vệ. Nguồn bảo vệ chúng ta được cấp nguồn bởi con FP. Con FP này là con 2 pha 6A. Đấy. Chỗ phần bên này là phần tiếp điểm phụ, tương tự bên này cũng là tiếp điểm phụ này. Chúng ta có hàng kẹp X1 chân số 1 và chân số 7. Ở đây là nó sẽ cấu nguồn đi này, P1 và P cộng và P trừ thì nó sẽ đi đến cái bản vẽ M01.1. Đấy thì nó sẽ đến cái bản vẽ này, M01.1 đây mọi người nhìn này, đấy, trang M01 và cột số 1 đây. Nó chính là cái chỗ này. Đây mình sẽ ấn link cho mọi người thấy này. Đó. Đấy, mọi người thấy không? Link ấn link một phát là tới này. Ấn link một phát là nó lên này, lên trên này, thấy chưa? Mọi người thấy hay không? Đấy. Đấy, tí nữa cái đấy mình chia sẻ mọi người sau. Chứ còn đây là cái phần này là phần cấp nguồn nuôi cho cái con relay bảo vệ F27. Cái TB2 trên 13, 14 này là cái chân đấu, cái cầu đấu nằm trên cái con GRE140 này nha. Nó được gắn trên cái mặt sau của GRE140 này. DXN đây là cái đèn đèn báo pha. Đấy. Là có đèn báo pha này, hiển thị điện áp. Đấy. Đây nhá, mọi người thấy cái nguồn này cấp này, kích cho này. Đấy, nó sẽ đến cái phần này, đây là nguồn dương. Nha. Thế còn nguồn âm thì đến đâu? Nguồn âm đến đây này. Đấy, nguồn âm đây này. Đấy, mọi người thấy không? Nguồn âm đây. Nguồn dương ở trên này này. Đó, P cộng này. P trừ này, power cộng, power trừ. Đấy. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ đến cái phần này. Thì mọi người gióng thẳng xuống dưới đây thì mọi người thấy là TU ở vị trí test, TU ở vị trí service, tiếp điểm đóng, tiếp điểm mở, mất nguồn tủ H05 này. Rồi là MCB cuộn đo lường hoặc bảo vệ cắt này. Đấy. Hoặc là nguồn cho cái DXN này. Hoặc là liên động thao tác ra lô đất. Thì mọi người nhìn qua sơ bộ một chút, cái chỗ phần này là chỗ toàn bộ những cái BI. Đây là toàn bộ những bên trong của cái con F27. F27 là relay, relay bảo vệ điện áp và tần số đấy. Mọi người vừa nhìn thấy chú thích ở phía trên ấy. Thì chỗ này chính toàn bộ những cái phần input này. Đây là những cái input nằm trong con relay đấy nhá. Toàn bộ những cái mà nằm trong những cái dấu nét đứt này là nội bộ của con F27. Đấy. Đây mọi người thấy này. Thì đi để đi vào những cái nội bộ đấy thì chúng ta sẽ đấu được vào những cái TB chân 5 13 này, TB chân 5 15 này. Đấy, 17, 18, 19, 20. Đấy. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái chân link, ví dụ như ở chân dưới link ví dụ như 14, 16, 22 đó. Thì đầu tiên chúng ta đi tìm cái này. Mạch dương nguồn nó sẽ đi vào đây. Đấy, đi qua cái hàng kẹp X1 chân số 3. Đây cái VT này cái chân cái S8 và S9 này. S8 và S9 này chính là cái vị trí
cái vị trí mà tại đó VT ở vị trí test và vị trí service. Mọi người nhìn ở trên là VT ở vị trí test này, VT ở vị trí service. Thì đây nó giống như một cái công tắc hành trình. Đấy, khi mà cái phần này này. Đây này, khi mà cái VT của chúng ta đưa ra đưa vào trong cái khoảng này. Khi mà VT của chúng ta đưa ra khoảng này thì nó sẽ tác động đến một cái chốt cơ khí ở đây. Thì nó sẽ khép cái tiếp điểm đấy, nó báo cho là VT đã ở vị trí test. Thế còn nếu mà VT mà di chuyển đến vị trí con trỏ mình đang để ở đây, thì VT nó đã vào ở vị trí service. Còn nếu nằm giữa ở giữa khoảng test và service thì nó gọi là trạng thái lơ lửng. Đấy, trạng thái lơ lửng thì nó sẽ không xác định được nha, không xác định được. Nên mọi người chú ý là trên đèn và trên cái tủ của chúng ta này, nó cũng thể hiện này, đèn ở vị trí test và vị trí service nha. Đây này, LT là vị trí test và LC là vị trí test và vị trí service này. Đấy, chúng ta nhìn đèn báo chúng ta cũng thấy đúng không? Đây toàn bộ là những cái đèn báo này này, LT, LS này, LEC, LEO này, đây là những cái đèn báo nằm trên tủ, đấy, trên mặt tủ. Đây nó chính đây này. Nó chính là đây này anh em. Đấy. Đây nhá. Bộ đèn báo này. Mạch ra đây. Đó. Chúng ta muốn biết là cái bản vẽ tham chiếu như thế nào, chúng ta di chuyển lên đây. Đấy. Đây là phần nguồn rồi. Click vào đây phát là chúng ta đến này. Đây chúng ta ra đến gì? Ra đến chỗ bản vẽ tham chiếu của con GRE140401A. Đấy, chúng ta thấy rằng là điện áp này, nó đây là những đầu vào này. Cái BIT, cái T5 ấy này vừa đây mọi người thấy này. Này, chân 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 thì tương ứng với CTU ở vị trí test. Đây. Toàn bộ phần này là phần bên input này, phần này output này, phần này cũng output này. Phần này là input này, đấy. Phần này là phần gì? Đầu vào. Đấy, đây là đầu vào. Gồm có tín hiệu vào dòng áp gì đó, nhưng con này là bảo vệ điện áp nên là nó sẽ chỉ lấy tín hiệu áp này. Đây là cấp nguồn này, cấp nguồn đó. Cấp nguồn thì con này nó chỉ sử dụng nguồn DC nha mọi người nhá, power supply này đó. Nó trở lại trên các bạn, lên bản vẽ trên một lượt luôn. Nếu mà mọi người nhớ được cái vị trí bản vẽ thì mọi người đánh vào đây này, đấy là nó ra luôn. Đây nha mọi người thấy này, đây là những cái TB5 mà vừa là mình chỉ cho mọi người đấy. TB5 này, 13, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 này, đấy, 22 này, đấy, mọi người để ý. Tiếp theo chúng ta sẽ có những con FAC, FAC là cái chỗ phần này là cái phần tiếp điểm phụ này. Mọi người biết thì mọi người kích vào đây phát là lên tới nơi này. Đây, chính là con FAC này, con này là con cấp nguồn AC. Cái cặp này là cặp tiếp điểm phụ thì nó gài cặp cái tiếp điểm phụ xuống dưới đây. Đấy. Con này nữa, con này cũng thế. Đấy. Con này thì là ba cái con VT. Đây là nó cấp nguồn 3 pha từ lấy từ VTU nhá, lấy từ TU, con FVP này là lấy từ TU này. Đấy. Tí nữa mình chỉ cho. Chúng ta cứ đi từ từ. Đó. FVP2 đây là gì? MCB cuộn đo lường hoặc cuộn bảo vệ. Đấy, chúng ta gióng xuống nhé, gióng xuống. Chỗ phần này là mạch nguồn cho chỗ nguồn cho bộ gì, bộ hiển thị đèn báo pha thì không nói làm gì đâu. Chỗ phần này cũng là phần liên động rồi, đúng không? Liên động. Tiếp theo chúng ta sẽ đến 50 BF. 50 BF chip thì chúng ta có dương nguồn. Đấy, chip ở giữa và đây là phần âm nguồn. Thì mọi người để ý cái hàng kẹp X9, hàng kẹp X9 trên số 1, hàng kẹp X9 trên số 1, số 2 và số 3, X9 số 1, số 2, số 3 thì trong đó số 1 là dương nguồn. Đấy, số 3 là âm nguồn và số 2 là gì? Đây là đường line đi chip. Thì mọi người thấy là nó sẽ cái tủ này ấy, nó sẽ từ J01, J05 và J07 link với nhau. Chỗ này là J01. Mọi người muốn biết cái vị trí này ở đâu thì vị trí đến ở đâu ấy, thì mọi người thấy là cái bản vẽ trang R02 cột số 6. Đây, cột số 6.
bán vẽ R02, mọi người muốn biết thì mọi người kích vào đây phát là nó đến cái trả bán vẽ này. Thế còn phần này là phần đi, riêng nguồn đi thì mọi người thấy này, nó sẽ nó qua cái tủ G05 rồi thì nó sẽ đến cái tủ G07, G07 R03.3. Ở đây là mình đang hướng dẫn mọi người đọc bản vẽ nha, đang hướng dẫn mọi người đọc bản vẽ, chưa chưa xét đến tính đúng đắn vội của bản vẽ này nhé. G05, G07, chỗ phần này là giao tiếp địa này, đây là F27, đây cũng chính là vẫn là con delay, nhưng mà chỗ phần này là phần output. Đấy, phần output thì output của con delay là B01, B02, B05, B07, B06, thì từng cái output này nó sẽ đi xa thải phụ tải cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Đấy, mạch của nó đây, đúng không? Mỗi cái ao này nó khép này thì là nó sẽ đi xa thải phụ tải một cấp. Đấy, xa thải phụ tải một cấp. Ngoài ra chúng ta sẽ có F2759 thấp áp quá áp tác động này, rồi là tiếp địa TUC41-14 mở này. Đấy. Phần này thì chúng ta cũng sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái phần từ tủ G01, G05 và G07. Mạch tín hiệu. Các tín hiệu này, khi mà các tín hiệu này mà nó không không có, chúng ta test và chúng ta không có thì chúng ta sẽ lục lại đến ngay cái bản vẽ này. Đây là bản vẽ phần mạch tín hiệu. Thế còn đây, đây là toàn bộ phần tủ, phần TU. Chúng ta có A, B, C tương ứng với pha A, pha B, pha C. VTA, VTB, VTC tức là TUA, pha A, pha B, pha C. Đây là cái typer của TU này. Đấy. Còn chỗ phần này nó là 22 chia cho căn 3, chia cho 0,1 chia căn 3. Thì chỗ phần này, phần này là phần thông số, thông số của TU thì ta có gì, 23 chia cho 0,11 trên căn 3, chia tiếp đây là 22 chia căn 3 rồi. Chỗ này của nó, cái sơ đồ của nó là 22 chia cho căn 3 chia cho 0,11 trên căn 3 chia cho 0,11 trên căn 3 và chia cho 0,11 chia cho 3. Đấy, thì cái chia 3 đấy nó chính là thể hiện là điện áp pha. Đấy. Thế còn cái 0,11 chia cho 3 này chính là cuộn tam giác hở. Đấy, đó chính là cuộn tam giác hở. Đấy, phần này chính là A này, đây là pha B và đây là pha C. Đấy. Đây chính là những con atomat. Atomat của cuộn đo lường, cuộn bảo vệ. Chú thích, muốn biết chi tiết hơn thì mọi người xem chú thích ở phần bản vẽ. Thì đây là những cái phần cực tính của nó nhá, cực tính. Thế còn chỗ toàn bộ những cái phần mà mình bôi xanh này này, đây là toàn bộ những cái rắc cắm. Đấy, toàn bộ những cái rắc cắm của TU. Đó, đấy là giác cắm của TU. Nó cũng không có gì phức tạp cả. Những anh em nào mà theo mình từ những bài trước rồi thì những phần 35 mình đã chia sẻ với mọi người rồi, đúng không? Thế còn đây là cái gì? Phần mạch, mạch điện áp đây. Đấy. Mạch điện áp. Vẫn là TU này. Đấy. TU. Cái SPV này là cái gì? Mọi người muốn biết SPV này là cái gì? Mọi người chú ý lên cái phần mà những cái bài trước mà mình đã chia sẻ với mọi người ấy, nó sẽ có phần chú thích của bản vẽ. Đấy, phần chú thích đây này.
Đây toàn bộ những phần bản vẽ thôi. Đấy. Đây là mình đang hướng dẫn mọi người nhé. Chú ý mọi người xem cái cách chúng ta tìm hiểu bản vẽ, chúng ta đọc bản vẽ. Đấy. Ngoài ra anh em mà có thể ấn vào bên này này để nó ra cái phần đấy luôn. Đúng không? Mọi người có thể ấn vào bên này để nó ra cái phần mà chú thích đi luôn cho mọi người. Ở đây mình muốn cũng là tiện đây để mình loạt lại cho mọi người thấy này. Này. Đây, muốn biết nó là cái gì thì mọi người xuống đây phần ký hiệu này. Đấy. P PMV. Đấy, PMV. Chúng ta cùng xem lại nhé. Đấy, đây là PMV đồng hồ. Đấy, còn cái SPV này chính là cái khóa truyền mạch. Đấy, SPV khóa truyền mạch chúng ta lên đoạn trên đầu này nó cũng đã ký hiệu này. Đấy, nó đã thể hiện cho chúng ta rồi này. Đấy, VS này, đúng không? Cái VS này. Cái SPV chính là cái khóa truyền mạch. Đấy. Nhá. Cái SPV này chính là cái khóa truyền mạch, còn cái PMV chính là cái đồng hồ. Đấy. Không có gì phức tạp cả, đúng không? Đây là cái phần mà điện áp này, VA, VB, VC nó đi vào cái con F27 này. Đấy. VA, VB vào con F27 đây. VA, VB này, VC này. Chân đấu đây, hàng kẹp TB2. Hàng kẹp số TB2 chân số đây. Đó. Đây, mọi người thấy không? TB2 này. Mọi người nhìn thấy không? TB2 chân 1 3 5 2 4 6 câu với nhau. Đấy. Không có gì là phức tạp cả. Đây là phần mạch dự phòng. Chúng ta thấy rằng là trạng thái tín hiệu tiếp địa này, đóng hoàn toàn này, mở hoàn toàn này, trạng thái của TU này, vị trí test và vị trí service này. Đấy, S8, S9 này, mọi người chú ý. Phần này là phần terminal diagram. Đấy. Sau đó, sau cái phần terminal diagram này chính là cái phần bản vẽ tham chiếu. Phần này chúng ta sẽ có bản vẽ tham chiếu của relay GRE140, con này, con F27 nha. Đấy, F27, phần cấp nguồn này. Toàn bộ phần này thì nó rất là đơn giản rồi. Mọi người có thể theo dõi ở những cái bài chia sẻ đợt trước của mình. Phần 35kV cũng tương tự thôi. Và ra đây mọi người thấy này. Các ao này, ao đi xa thải phụ thải cấp 1 này, cấp 2 này, cấp 3, cấp 4 này. Và F2759 tức là thấp áp quá áp tác động này. Thì nó sẽ là sử dụng cái BO07 tức là cái ao 07. Chỗ này là tham chiếu thiết bị. Thì ở đây chúng ta sẽ có đèn đèn đỏ và đèn xanh. Đấy, đèn đỏ, đèn xanh. Và đây là cái tiếp điểm phụ giao tiếp địa. Đấy, quý E là tiếp địa. Thì đấy là cái phần mà tủ TU nhá. Tiếp theo thì mọi người sẽ gặp mình ở cái bài sau. Bài sau mình sẽ nói về cái tủ tụ bù 35kV. Đấy. Bài sau sẽ đến tủ tụ bù 35kV. Còn cái bài này thì mình sẽ xin phép dừng tại đây thôi. Nhá. Ok, nếu mà mọi người cảm thấy cái chia sẻ của mình bổ ích thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Điện Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người nha.